Xem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Tô Uyên xin được gửi đến quý vị bản tin cuối cùng liên quan đến một cầu thủ soccer, Lý Nguyễn. Thưa quý vị, vâng, Tô Uyên thắc mắc là anh có chú ý đến anh Đỗ Dũng có chú ý đến cầu thủ Lý Nguyễn hay không? Bởi vì anh cầu thủ Lý Nguyễn này là người Việt Nam duy nhất hiện nay chơi bóng đá nhà nghề tại Mỹ và chơi rất là tốt, nhất là khi mà đang khoác áo của đội New England Revolution. Anh cũng đã từng chơi tại bên châu Âu và Việt Nam trước khi chơi trong giải vô địch quốc gia ở Mỹ. Thì hôm Chủ nhật vừa qua, anh Lý Nguyễn đã xuống quận Cam mà anh đến nhà hàng Boiling Crab. Boiling Crab. Thì quý vị thấy trên màn hình đó, cái nhà hàng này đến lúc nào phải get like xếp hàng đấy. Lý Nguyễn từng đẻ ra Đà Lạt, con người Việt Nam, từng chơi bên Hà Lan, chơi bên Đan Mạch, rồi trở về Việt Nam chơi cho đội Hoàng Anh Gia Lai, chơi cho đội BKMX Bình Dương, rồi trở về Mỹ chơi cho đội New York, xin lỗi vì chơi đội New England, và bây giờ qua đội LA Football Club. Thì anh mặc và cái đây áo là chủ của nhà hàng World Craft đào đây mà ngô mà tôi để ý nha, anh đến bán cái áo thun cho đội LA mà ghi tiếng Việt, đội bóng đá Los Angeles. Đây là lần đầu tiên một cầu thủ Việt Nam chơi trong đội ngoại hạng của Mỹ. Và đây là lần đầu tiên một cái đội ở Mỹ có cái áo mà có tiếng Việt. Và người đứng bên cạnh Lý Nguyễn là ai biết không? Ông Steve Jones, thị trưởng thành phố Garo, là người bạn của Lý Nguyễn luôn. Steve Jones có con là vợ là người Lào, cũng chơi đá banh luôn. Thành ra mỗi lần mà có gì là ông Steve Jones xuống, hai người là bạn với nhau, ông thị trưởng. Thì quý vị để ý, xin nhắc lại quý vị nhá, đây là người cầu thủ người Việt Nam duy nhất chơi trong giải ngoại hạng của Mỹ. Và đây là lần đầu tiên một đội bóng nhà nghề của Mỹ có cái áo mà có chữ Việt Nam, là đội bóng đá Los Angeles. Rất là hãnh diện cho người Việt Nam. Mà em cũng nghe nói ngày hôm đó là có nhiều fans ở những cái vùng lân cận đến xin chữ ký. Đúng không anh? Nhìn nó không giống đâu cầu thủ đá banh mà nhìn giống tài tử Hollywood. Tóc dài nữa đâu. Và cái này skinnier, thon hơn rồi đó. Hồi trước cái body khỏe mạnh hơn. Thật đó. Anh ba mấy tuổi rồi, nhưng mà khoảng hai mấy tuổi anh chơi rất là tốt. Đó. Và đây là phóng viên Lê Uyên đứng phỏng vấn sơ. Thì tôi nghĩ là cũng hãnh diện khi thấy các fan rồi các truyền thông người Việt Nam mình ra để mà gọi là phỏng vấn Lý Nguyễn. Nhưng mà hình như Lý Nguyễn không biết tiếng Việt đúng không anh? Không biết tiếng Việt. Anh cái lồi mà anh về Việt Nam đó, anh chơi đó là đội Hoàng Anh Gia Lai mơ về của Bầu Đức đó. Hồi đó đang lý được tuyển trong đội tuyển, nhưng mà chúng ta biết rằng là anh về bên trong nước anh không phù hợp với cái đội tuyển Việt Nam. Thì coi như không có get along được với các cầu thủ khác, thì cuối cùng anh trở về Mỹ lại. Đó, nhưng mà anh là phải nói là có thời gian rất là chậm. Đây là hai anh này với lại Đạt Nguyễn trước chơi football cho đội Dallas Cowboys. Tôi nghĩ đây là hai cái người mà thể thao gia Việt Nam duy nhất trong lịch sử của Mỹ là người Việt Nam mà chơi đến giờ phút này. Amazing. Wow, chúc mừng Lý Nguyễn. Và vâng, thưa quý vị, ta sẽ đến đây thì cho anh Đỗ Dũng và Tô Uyên xin trân trọng kính chào tạm biệt tất cả quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới. Xem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.